Dạ xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn đồng hành cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Dạ xem kênh bấm vào cái nút đăng ký phía bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Và hôm nay em lên cho bà con mình vài con máy đã qua sử dụng và nghĩa địa cũng có về nữa. Giá hôm nay ưu đãi cho bà con mình dịp cuối năm nha. Bà con ai có nhu cầu thì liên hệ. Và ở gần thì cứ đến trực tiếp chợ Đồng Phú Vĩnh Long để xem và test máy giúp em. Ở xa thì báo vị trí địa chỉ giúp em nha. Để em coi em hỗ trợ được phần nào thì em hỗ trợ cho bà con mình. Đây, toàn bộ máy ngày hôm nay mời cô chú anh chị mình xem. Dạ hôm nay lên một con giá rẻ cho cô chú anh chị mình, cho những bà con nào sử dụng thay cho những cái máy dầu ngày xưa. Quay cho nó đề cho nó sướng nha, quay cực lắm. Với lại nó giặt kia thì hôm nay em quay cho bà con mình một con Yamaha hai máy lòng 91 năm. Con này nghĩa địa nha cô chú anh chị. Nghĩa địa đời bé này về thì nó đẹp, long lanh luôn. Cực kỳ sướng nha. Rất là đã cô chú anh chị. Đây. Đây, đời này là 30 ngựa, 3.100 tua nha cô chú anh chị. Yamaha 2. Nước sơn còn long lanh luôn, rất là đẹp. Để em coi cam cọ bên trong luôn. Trời ơi. Trời gì vậy? Hết hồn. Không thấy được bà con ơi, nó trong tối quá. Máy đẹp lắm cô chú anh chị. Lòng 91 năm, máy nghĩa địa nha. Và bé này hiện tại bây giờ anh chủ em đang kêu là giá 18 triệu rưỡi. Con máy thương lượng trực tiếp tại chợ Đồng Phú. Máy có đầu nước ngọt. Này. Máy có đầu nước ngọt, có bơm nước kin. Đi mua sạc có luôn nha cô chú anh chị. Nước sơn còn đẹp lắm. Long lanh luôn. Con này nước sơn đẹp chi tiết luôn á. Bu ly đầu nó còn hai rãnh nè cô chú anh chị. Bà con câu lâu hôm nay có máy nè. Đây. Có đề 12. Con này nước sơn đẹp chi tiết luôn. Quá đã bà con. Hiện tại nó còn cái đuôi Z nằm ngoài nữa. Bà con nào chạy cano quá. Dạ thì lấy luôn cái đuôi Z nha. Đầu máy không, hiện tại bây giờ anh chủ em đang kêu là 18 triệu rưỡi. Này chị bọng còn đủ nè. Nước sơn nhìn phê mắt luôn cô chú anh chị. Đây là cần ga. Cần tắt ở phía dưới nha. Lốp tay, đường dầu vô nè. Đây, đường dầu vô. Yamaha 2 nha. Đời này hình như nó có trái dục. Đây nè, bà con. Nó có trái dục nữa, hơi lực lắm. 30 ngựa lên. 3.100 tua. Có trái dục nha. Chì đít heo còn đủ hết nè bà con. Giá chỉ có 18 triệu rưỡi thôi. Ai có nhu cầu thì liên hệ nha. Lấy em này về chạy thay cho mấy cái máy nổ ngày xưa, mấy cái máy D rồi đó. Rất là ngon. Cái máy phát điện hoặc là lấy bé này về câu lâu được nè. Garanti nó tịt thôi. Rất là nhuyễn nha bà con. Đã luôn. Và cái bô này thì nước nó chạy ra đây luôn. Chạy bô đường bô nước ra nha. Đó. Rồi, ai có nhu cầu thì liên hệ. 18 triệu rưỡi Yamaha 2. Lòng 91 năm, 30 ngựa. Tiếp tục hôm nay về là Yamaha Tota 14B nha cô chú anh chị. Yamaha Tota 14B thì tua của nó là 3.100 tua. Mã lực của em nó tầm khoảng 117 tới 120 ngựa nha, 3.100 tua nha bà con. Yamaha Tota 14B. Đời của em nó là turbo sườn gió. Con này chạy đã lắm nha bà con. Lòng 1.02. Em này thì nó sử dụng là 4 máy bét kim. Nghe đây. 1 2 3 4 máy. Máy nghĩa địa nha cô chú anh chị. Lòng 1.02 con này tới 117 120 ngựa lận. Cao tốc nha. Cam cò bên trong. Máy đẹp lắm bà con. Nghĩa địa. Nước sơn còn nguyên chất luôn nha. Hiện tại con này là không có dặm tút gì hết. Để cho cô chú anh chị, những bà con nào thích chất, thích nghĩa địa và thì đến đây xem trực tiếp, gặp chủ em. Máy thì có bơm nước zin. Đây. Dạ, đi mua sạc. Đầu nước ngọt có sẵn. Bu ly rảnh phía trước là nó còn 1, 2, 3 rảnh nè. Còn 3 rảnh bu ly nha bà con. Máy nghĩa địa tầm khoảng 120 ngựa, còn ruột luôn. Hộp số em nó hiện tại đang chạy là 3 tua 05, hộp số 3 tua 05 nha cô chú anh chị. Yamaha Tota 14B hộp số thì nó nhẹ nhàng lắm. Đây. Đó. Bữa về thì nó bị cấn, nó gãy nè, giờ mới hàng lại bị cấn nó gãy cái này luôn. Hộp số 3 tua 05, turbo sườn gió. Tí xíu nữa sẽ có clip test nổ cho em này cho cô chú anh chị mình. Mắt nước cực đẹp nha, mắt nước inox luôn. 14B, đây là cái xương gió của em đó cô chú anh chị. Đời này chạy rất là đã nha. Chì heo. Đây là cần ga. Và vị trí này là cần tắt. Bốn máy.
Denso. Heo béc đẹp lắm nha cô chú anh chị. Đây nè, ốc tán vàng tươi luôn. Yamaha Toyota 14B nè, 14B nè. Toyota. Dòng này hợp tác chạy khủng lắm mà con. Nó mang lắm. Bốn ngoái. Con này hiện tại bây giờ anh chủ em đang kêu với cái giá là 61 triệu. Yamaha Toyota 14B nha bà con, giá 61 triệu. 117 đến 120 ngựa, 3.100 tua, 61 triệu thôi. Ai có nhu cầu thì đến trực tiếp chợ Đồng Phú Vĩnh Long, nhà đi xem và test máy giúp em. Máy đã lắm bà con. Một vài vị trí nó bong tróc nè, do máy nó nghĩa địa nó nằm bãi nó bị bong tróc, nhờ nước sơn thì còn vài vị trí nó bóng đẹp lắm. Ai thích đậm chất nghĩa địa thì như thế này, và còn sơn là miễn phí nha, không tính thêm cước của bà con mình. Tục vô. Ở đây cánh lửa. Cánh lửa còn cực đẹp luôn. Rồi. Một bé 61 triệu nha bà con, Yamaha Toyota 14B. Dạ, và đây là clip test nổ của Yamaha Toyota 14B lòng tốc lẻ 2. Quốc. Tầm khoảng 117 120 ngựa nha bà con. Nổ luôn. Rồi, vuốt cọc bình. Hở điện. Đi mua sạc, cầu nước ngọt. Đang quay kẹt điện thoại. Đẹp mạnh luôn. Cầu mới quá mà con. Giá 61 triệu Yamaha Toyota 14B. Quá phê. Cái nữa. Quá đã. Rồi rồi, quá sướng luôn. Rồi, ai có nhu cầu sử dụng thì liên hệ nha. Rồi ok, tắt luôn. Rồi ám quá đẹp. Yamaha Toyota 14B. Là một bắt lại 24 máy. Quá sướng. Dạ, ở đây thì có về một con máy 6 cao tốc cho cô chú anh chị mình. Con này nó lùng đòn nha, từ phía dưới lên trên nó chừng khoảng 5 tấc máy 6 tấc thôi. Con này nhẹ ký, dạ cho những bà con nào sử dụng vỏ composite chạy tốc độ. Đây, đầu cốt đây. Em này là Mitsubishi. Đẹp nha cô chú anh chị. Đầu vô ly sáng giới luôn. Máy nghĩa địa con này đẹp dữ lắm. Con này sẽ kèm clip test nổ cho bà con mình xem ngày hôm nay luôn. Bơm nước zin lớn nè. Đầu bơm trộn, đi mô sạc. Đây là cái đầu nước ngọt của nó nè cô chú anh chị. Tục vô, xương gió. Mitsubishi M6H. Mitsubishi M6H nha cô chú anh chị. Đời này 180 ngựa, 2.900 tua, lòng 1 tấc, 6 máy. 1, 2, 3, 4, 5, 6 máy. Đời này bắt kim nha. Dòng máy này thì trời ơi, mẻ cái hộp số người ta luôn rồi. Con này 6 máy. Chì nè bà con. Đây là cần, đây là cần ga. Ở dưới này là cần tắt. 6 máy nha. Con này chạy rất là đã nha cô chú anh chị. Lùng đòn. Tục bô lớn. Hỏng bô đẹp luôn. Sạch bóng luôn. Mitsubishi. Đây là cái xương hàng gió của nó nè cô chú anh chị. Đây là cái giải nhiệt gió vô máy. Hiện tại em này nó đang đi cái Nico 35. Nico 35 nè. Hộp số đang đi là 3 tua lẻ 5 luôn. Quá đã bà con. Đậm chất. Đây cần số nha bà con. Có clip test nổ của em này luôn, em sẽ lồng vô luôn cho cô chú anh chị mình.
ở bên ngoài thì cái lắp inox nó cắt ra thổi vô đá ra luôn. Có cần bảo vệ 180 ngựa 2900 tua. Con này chạy đã lắm nha cô chú anh chị. Ở trong nè, trong nó mới tinh luôn mà con. Và xem trực tiếp tại chợ Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long. Máy đẹp quá. Bao cốt ếch hơi chuẩn, bao nắp lóc nha. Bao nắp lóc không nước bể. Đậm chất. Có chân cản đủ hết. 1 2 3, bên kia 3 nữa là 6 luôn. Hộp số Nico 35 này nó có cái chân luôn nha cô chú anh chị. Đây nè. Nó có dàn chân luôn. 3 tuổi 5. Và bà con ai cần sử dụng tải tốc độ, tải tốc độ thì lấy bé này. Bé kim tiết kiệm nha bà con. 24 đề. Dây điện dây này còn đủ hết, thuộc vô xương gió. Mitsubishi 6. M6H. Rồi, mời bà con mình xem clip test. Giá em này hiện tại anh chủ em đang kêu là 79 triệu. Và con máy thương lượng trực tiếp tại chợ Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long. Máy có đủ đồ hết nha. Giờ lấy về là chạy thôi. Tục bô xương gió, hộp số, bơm nước zin đi mua sạc, đầu nước ngọt có đủ hết rồi. Rồi mời bà con. Dạ, và tiếp tục là Isuzu 4BD. 4BD1, Isuzu 4 máy bé kim. Thì nhiều cô chú anh chị mình sử dụng cái dòng này rồi. Biết rõ về em nó. Hôm nay em quay luôn và giá cả hôm nay cũng vừa phải cho bà con mình. 4 máy bé kim nha bà con, lòng 1 tấc lẻ 2. Cam cò bên trong. Này. 4 máy lòng 1 tấc lẻ 2, đời này nó tục vô 110 nữa. Máy thì có đầu nước ngọt, bơm nước zin đi mô sạc. Chì bọng còn luôn. 4 máy Isuzu 4PD. Hiện tại em nó đang chạy hộp số Nico. Dạ, Nico 26 2.43. Cùi tô nó cắt vậy nè bà con. Thử luôn á đồng ơi. Tí xíu nữa có cái Isuzu 93 ly 4GB1 thủy quay cho bà con mình luôn. À, quay đầu máy trước đi cho bà con. Hộp số, hộp số tùy theo người ta chọn đi đồng ơi. 4BD nha bà con. Đây. Isuzu 4BD. Nghĩa địa. Bao cốt ếch hơi chuẩn. Bao nắp lóc cho bà con mình. Máy còn đủ đồ nha. Tục vô nè. ESI. Giá hiện tại bây giờ anh chủ em đang kêu con này là 63 triệu. Đủ đồ hết nha bà con. Về hạ xuống là đi. 63 triệu Isuzu tắc lẻ 2 110 ngựa. 4BD1. Và đây là clip test nổ của Isuzu 4BD1 nha cô chú anh chị. Dứt. Anh tôi đứng cầm vậy không mà tháng 3 mấy triệu á. Không anh. Đứng cầm vậy tháng 3 mấy triệu không? Dạ. Ganti êm lắm nha cô chú anh chị. Isuzu là 1 tấc lẻ 2. Và đời này nó tầm khoảng 110 ngựa. 2700-2800 tua. Isuzu 4BD nha. Máy thì có bơm nước nè. Dimo. Đầu nước ngọt. Trời ơi, trong sạch chữ gì. Trời ơi, nghe tì. Nẹt luôn, nẹt thử bao trộn luôn.
sướng nha bà con. Con này đi Nico 26 243 Nico 26 nha bà con. Nẹt luôn. Quất. Cánh nha bà con. Đây con thì còn đang hoạt động. Ok. Rồi hám cực chuẩn luôn. Isuzu tắc lại 2 nha bà con, 4 máy máy kim. Máy êm lắm, kỳ vọng còn luôn nha quý anh chị. 4 máy lọc tắc lại 2. Tầm khoảng 110 ngựa, 27 28 tua nha. Cho bà con nào yêu thích Isuzu thì hôm nay có hàng. Rồi ok. Nẹt cái nữa, tắt luôn. Ok, quá đã luôn. 63 triệu thôi nha cô chú anh chị. Rồi, tắt luôn đồng ơi. Ok. Nhà này là Yamaha Toyota 13B, lồng tắc lẻ 2. Đời này 117 ngựa, 3100 tua. Máy nghĩa địa nha bà con. Lồng một tắc lẻ 2, 4 máy bét kim. Nhà không xong bét, bét nhỏ lắm bằng ngón tay út thôi, tí xíu à. Đời này là turbo xương gió. Có sẵn hộp số phía sau. Nhà máy thì có dimo sạc, có bơm nước zin, đầu nước ngọt. Tất cả mọi thứ có đủ hết. Nghĩa địa nha. Giá em này hiện tại bây giờ anh chủ em đang kêu là 70 triệu. Rất là đẹp. Chỉ bọng còn luôn nha bà con. Nước sơn nguyên zin. Nguyên bản và tự ngoại nhập về sau để vậy luôn. Yamaha Toyota 13B. Còn đây là Yanma 6BH cao tốc. Và đời này là 130 ngựa. Tua gin của nó là 3100 tua. Ở phía trước thì cái rảnh buli nó còn hai rảnh. Từ phía dưới lên thì con này nó tầm khoảng 5 tấc. Rất là nhỏ gọn nha bà con. 6 máy chuyên cao tốc. Lòng 95 ly. 6 máy nè, 1 2 3 4 5 6 và bé này là bé nghĩa địa. Nước sơn nguyên bản turbo. Sườn gió. Đầu máy không, hiện tại bây giờ anh chủ em đang kêu là giá 60 triệu. 60 triệu thương lượng trực tiếp tại chợ Đồng Phú Vĩnh Long và giá cả là chưa tính vận chuyển nha bà con. Những cái giá ở đây em báo cho bà con là chưa tính vận chuyển. Yanma 60H cao tốc. 130 31 tua, 60H chuyên tốc độ nha bà con. Bé này là nghĩa địa. Còn bên đây một bé đã qua sử dụng nè. Đây có một bé đã qua sử dụng nè. Bé này thì nhẹ nhàng hơn, đầu máy thì 48 triệu. Đó, có hai con cho bà con mình lựa chọn. Này, và tới Isuzu 93. Dạ, còn đây là Isuzu 4GB1 thủy 93 ly. Isuzu 93 của chú anh chị. Đời này nó 60 ngựa không tục bô, 3100 tua. Con này nhỏ xác nha cô chú anh chị. À, em thấy thường thường là những anh em ở dưới chạy vỏ tôm á. Chạy tôm, chạy cái máy này rất là nhiều. Dòng này nó tới 3100 tua lực, 60 mã lực không tục bô nha. Nhà máy thì hiện trạng với tình trạng là con này là đã qua sử dụng. Vậy nhưng mà cốt còn ếch, hơi chuẩn. Bao bà con mình cốt ếch, hơi chuẩn, bao nắp lóc. Cái ruột ở bên trong thì cũng còn nữa cô chú anh chị. Cái ruột nước bên trong còn nha. Cốt ếch hơi chuẩn. 4 máy bét kim. Dạ đời này lắc rớt quá là nổ nha cô chú anh chị. Không xong bét nha. 4 máy 60 mã lực. Ở bên trong đẹp lắm bà con. Mà thấy được ở trong. Đây, Isuzu 4GB1 nha. Dạ, con này thuộc dạng là cao tốc 3100 tua. Về bà con mình cái đời này bà con mình vẫn đấu turbo vô được nha. Đấu turbo ở đây. Đường hơi bên này. Đó mình đấu qua thôi. Hiện tại cái đầu máy không thì anh chủ em đang kêu với giá 30 triệu. Có demo. Có bơm nước zin. Đó, chì còn nha bà con. Chì heo còn nè. 3100 tua, đây là cần ga. Cần tắt thì đâu rồi? Cần ga để em coi cái cần tắt nó nằm ở đâu rồi. Đây, cần tắt phía dưới nha bà con. Đây là cần tắt 4GB1 máy thủy nha. Ai có nhu cầu thì liên hệ. Máy thủy thì nó có chân cản sẵn gì vậy. Về không có taxi gì hết. Khoan lỗ ốc hạ xuống là chạy thôi. 4GB lòng 93 Isuzu 93 thủy. Đầu máy không giá 30 triệu. Và ai có nhu cầu đấu hộp số như thế nào thì báo em. Em báo giá cả luôn cho bà con mình. Pulley phía trước nó còn một rảnh nha. Và chiều cao từ dưới lên thì bé này nó tầm khoảng 4 tấc mấy 5 tấc à. Nhỏ gọn, nhẹ xác. Rồi, hẹn gặp lại bà con vào những cái video tiếp theo. Và xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày nha. Cảm ơn bà con. Nước sơn còn long lanh luôn nha, rất là đẹp nha.
cực kỳ đã luôn á. Bye bye bà con.